kính chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Tìm Hiểu Quanh Ta. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Thất Hoàng Tử Ngục. Bảy hoàng tử của địa ngục hay còn gọi là Thất Hoàng Tử Ngục là một cụm từ dành cho bảy con quỷ có cấp bậc và quyền hạn lớn nhất trong địa ngục. Đây là một trong những nỗ lực để phân loại quỷ trong lịch sử bởi các học giả với mục đích là hiểu được bối cảnh trong kinh thánh và huyền thoại có liên quan đến các linh hồn đối nghịch với Thiên Chúa, bắt đầu từ cuộc nổi loạn của Satan. Họ được xem như các thiên thần sa ngã đã nổi dậy chống lại Thiên Chúa và nhận hình phạt lưu đày vĩnh viễn dưới địa ngục. Đầu tiên là Lucifer, thiên thần sa ngã. Theo Cơ Đốc giáo, Lucifer là thiên thần đầu tiên, cũng là thiên thần đẹp đẽ nhất. Hắn luôn luôn tin tưởng và yêu Chúa nhưng lại ghét con người. Vì sự ngạo mạn của mình, Lucifer cảm thấy xúc phạm khi Chúa buộc hắn và các thiên thần phải cúi đầu và phục vụ trước loài người. Cùng với hơn 14.000 thiên thần sa ngã khác, hắn đứng lên chống lại Thiên Chúa. Người Do Thái đã đưa quan niệm này đi xa hơn, rằng Lucifer chỉ ngưỡng mộ Chúa nên hắn từ chối yêu thích bất cứ tạo vật nào khác, và Cain chính là con của Lucifer và Eva. Lucifer là một trong bảy hoàng tử địa ngục, tương đương với tội kiêu ngạo. Ở nhiều phiên bản khác nhau, những con quỷ khác và tội danh của chúng có thể thay đổi, ngoại trừ Lucifer. Vì tội kiêu ngạo của mình mà Lucifer đã rời khỏi ân sủng của Chúa, bị đày xuống địa ngục. Đứng thứ hai trong thất hoàng tử ngục là Asmodeus, hoàng tử của dục vọng. Asmodeus là một con quỷ cổ xưa, nguyên thủy, xuất hiện trong thứ kinh Tobit. Cơ Đốc giáo thời phục hưng cho rằng hắn là vua của chính địa ngục. Asmodeus cũng là một trong bảy hoàng tử của địa ngục, tượng trưng cho dục vọng. Kinh Tobit kể lại rằng Asmodeus bị quyến rũ bởi một cô gái tên là Sarah. Hắn đã giết bảy người chồng của Sarah đúng vào đêm tân hôn để cản trở cuộc hôn nhân của nàng. Khi Tobias muốn cưới nàng, Asmodeus đã lên kế hoạch tương tự nhưng không thành vì bị tổng lãnh thiên thần Raphael cản trở. Asmodeus cũng được coi là con cái của Adam với thiên thần bảo hộ cho gái mại dâm Nama, được sinh ra trong khi Adam đã cưới Lilith. Tuy nhiên, trong kinh thánh Do Thái, hắn lại là con của Nama và Samdon. Đứng thứ ba là Beelzebub, chúa tể thiên không. Trong thần học, đặc biệt là Thiên Chúa giáo, Beelzebub được cho là chúa tể địa ngục, gần giống với Satan. Tuy vậy, hắn vẫn thường được coi là hoàng tử địa ngục. Trong cựu ước của Solomon, Beelzebub phải quy phục trước sức mạnh của chiếc nhẫn ma thuật của vị vua. Hắn tự nhận mình là kẻ lãnh đạo của quỷ dữ sống ở sao hôm. Theo nhiều bản phân loại, hắn là con quỷ tượng trưng cho tội tham ăn. Tham ăn có thể được coi là một tội lỗi nếu sự thèm ăn đã vượt quá mức nhu cầu cần thiết của một người bình thường. Nó còn được xem là tội ích kỷ vì điều đặt lợi ích của bản thân mình lên trước người khác. Trong suốt các thời kỳ xảy ra nạn đói, chiến tranh hay là tương tự, khi mà thức ăn trở nên khan hiếm, con người thậm chí có thể gián tiếp giết một người chỉ bằng cách cho họ ăn quá nhiều. Đứng thứ tư là Belial, hoàng tử của sự thịnh nộ. Belial hay Belial là một con quỷ hùng mạnh, tồn tại trước cả Satan. Belial tượng trưng cho sự thỏa mãn của những kẻ đồi bại, vô thần, vô dụng, sùng bái và cuồng tín. Tân ước nói rằng Satan là chúa tể của địa ngục, nhưng trước đó một thời gian, Belial được coi là kẻ tiền nhiệm. Trong quỷ học, hắn là một trong những con quỷ có tiếng nhất dưới trướng của Satan, tượng trưng cho tội giận dữ. Tội lỗi của Belial được coi là một trong những tội nguy hiểm nhất. Cảm xúc tức giận có thể được biểu hiện bằng nhiều cách, bao gồm thiếu kiểm soát, sự căm ghét, khổ sở, trả thù, tự hủy hoại bản thân như là thuốc gây nghiện, bạo hành hay là tự tử. Tội lỗi này thường dẫn đến giết người hoặc là lớn hơn là xung đột, chiến tranh. Tiếp theo là chúa quỷ lười biếng Belphegor. Belphegor có lẽ là con quỷ mờ nhạt nhất trong bảy hoàng tử địa ngục. Những bài viết chi tiết về con quỷ này không nhiều. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn, nó được coi là con quỷ xảo trá nhất vì có thể tác động lên tâm trí con người, gây hoang tưởng, làm rối loạn đầu óc, thuyết phục ta về một cuộc sống sung sướng nhàn nhã, không cần nỗ lực nhiều nhưng vẫn đầy đủ sung túc. Belphegor tương ứng với tội lười biếng và là một trong bảy hoàng tử của địa ngục. Hắn đầu độc con người, quấy nhiễu tâm trí họ, ban đầu chỉ với những thông điệp mờ ám và những dấu hiệu đặc trưng về hắn. Hắn biến một người bình thường trở nên hoang tưởng, lo lắng, dần dần hút cạn sự sống của họ và để lại những cái xác vô hồn. Bởi vậy, muốn bảo vệ mình khỏi Belphegor, cần phải có một tâm trí vững vàng, biết kiểm soát, phân biệt thật giả và không rơi vào cám dỗ của hắn. Leviathan, thủy quái địa ngục. Theo truyền thuyết, Leviathan được Chúa tạo ra vào ngày thứ năm. Leviathan cùng với Behemoth và Zeus còn được biết đến là tam đại quái thú thở hồng hoang. Leviathan là một con thủy quái khổng lồ.
Tuy vậy, trong Kinh Thánh Sam, nó không phải là một sinh vật độc ác, chỉ là một trong những tạo vật của Chúa thuộc về biển. Ban đầu, Chúa đã tạo ra một Leviathan đực và một Leviathan cái. Nhưng vì lo sợ rằng những con vật này sẽ hủy diệt thế giới, nên Ngài đã giết con cái và mang da thịt của nó để dùng trong bữa tiệc giáng thế. Leviathan còn được coi là một hình ảnh khác của Satan vì có nét tương đồng với loài rắn và rồng. Con quỷ này cũng là một trong bảy hoàng tử của địa ngục, tượng trưng cho tội ghen tị. Đây là tội lỗi độc hại nhất chỉ sau kiêu ngạo, vì người ta cho rằng nó khiến con người đánh mất chính mình. Nó gây nên sự buồn bã, thất vọng, mang tới đau buồn, đồng thời gây ra đau đớn cho người khác. Ghen tị còn được coi là động cơ phía sau việc Cain giết em trai mình là Abel, vì cảm thấy em trai mình được Chúa yêu mến hơn. Và cuối cùng là Mammon, chúa tể của sự giàu có. Từ Mammon trong Tân Ước thường được dùng để ám chỉ tiền bạc, sự giàu có vật chất, lòng tham con người hoặc một thế lực nào đó để ban phát sự giàu có. Ở thời trung đại, lòng tham này được nhân hóa thành một con quỷ và là một trong bảy hoàng tử địa ngục. Sức mạnh lớn nhất của Mammon có lẽ là gây ảnh hưởng lên tâm trí con người, khiến con người ghen ghét đố kỵ nhau, trở nên tham lam, biến những người trong sạch nhất cũng trở nên nhơ bẩn vì vật chất. Sự ảnh hưởng từ sức mạnh của Mammon có thể gây nên những nỗi ám ảnh dai dẳng về vật chất và cố gắng để có được những thứ mình muốn. Vào thời Trung Cổ, Mammon là một vị thần tà ác, là một trong bảy hoàng tử địa ngục. Mammon có tới 6.663 quỷ dưới trướng kiểm soát của mình, chờ đợi để hành động theo lời hắn ta. Hello mọi người, thì gần đây mình có thấy comment góp ý của rất là nhiều bạn về cách phát âm tên riêng bằng tiếng nước ngoài. Thì cái việc này mong là mọi người thông cảm vì còn rất là nhiều hạn chế trong cái việc phát âm. Đa số thì anh em tụi mình xài Google Dịch hoặc là cái nào có phiên âm tiếng Việt thì đọc theo luôn. Nên là rất cảm ơn các anh chị và các bạn đã góp ý. Và anh em tụi mình vẫn mong là sẽ nhận được nhiều sự góp ý tích cực hơn nữa để kênh có thể ra được nhiều sản phẩm tốt hơn gửi đến mọi người. Và bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong các tập sau nhé.